Tôi mà bị gậy một cái nữa tôi nghỉ luôn, tôi nghỉ reaction luôn. Thế nào? Có một điều rõ ràng là mọi người nghe thì cái bài của DT lúc mà đi thi thì rõ ràng là nó có sẵn chứ không phải không. Có nghĩa là mình không hiểu tại sao, tại vì mình biết DT có thể hoàn toàn có thể sử dụng những cái dấu ok hơn, nhưng mà không biết maybe là cố tình, nhưng mà cái bài của DT lúc đi thi ấy, nó cứ ngang như vậy nè, ngang phè luôn. Thay vì là như là cái bài này nó có lên nó có xuống, nó có nghe rất là mượt mà, rất là sử dụng cái rất là hợp lý, thì mình không hiểu tại sao. Nhưng mà cho dù là có lỗi thật, nhưng mà việc 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 đi thi bị loại như vậy thì không ai chọn là một cái điều vô lý, thật Con người sự rất là che vô chở lý. nhau để thấy ánh nắng trên đầu, không ai muốn ngã xuống vì bệnh, không ai muốn phải chết vì đói. Bạn thấy họ sống thiếu ý thức, tôi thì nhào họ hết vì gối. Dù cho Hay bao đấy. ta quyết luôn kiên cường, ngàn năm vẫn luôn khắc. Đấy, bạn thấy họ thiếu ý thức, tôi thấy nhà họ hết bị gói định đấy. Ghi bạn ơi, rồi mai dù sẽ ghi nhớ công lao ngày đêm quyết chiến giữ gìn. Vàng sao đắm cát nuôi nâng bao anh hùng, dù cho người khác dù lớn hay trẻ con, một lòng chung sức cho đất nước ta vẫn sẽ mãi mãi tươi đẹp. Xin đừng lợi dụng nhau vào lúc này, tôi không muốn thấy lòng người hiểm ác, thấy người chiến sĩ cứu cánh hoa rơi, nhưng giờ ra chơi vào thời điểm khác thì đứa con khờ rồi mẹ cha ơi. Tôi nghĩ mọi thứ vượt tầm kiểm soát, thì con thuyền nhỏ chẳng thời ra khơi, nó chỉ mong một lần được nghe miệng hát vì người Việt Nam kiên cường vào chiến trường, chẳng cần bay chẳng cần xuyên tuần người Việt đây, người Việt khiêm nhường một vòng tay thắp sáng đêm nay. Yeah, từ cái cực đi cho đến cái cực lại, sáng tôi con người đừng bỏ đi mày thức dậy, nói cho nó biết người Việt Nam ta là ai, cùng nhau nắm vào tay lớn đi sức mạnh để cực đại. Vì không có việc gì khó, cùng cầm tay vượt hết non sông, vì ta còn sống trong bóng tiếng rồng luôn chảy bên trong đồng lòng, giống giống ươm giống ta trồng, tự hào cha ông anh em sông Hồng, miền đất Cửu Long máu đỏ da vàng, cho nên đầu hàng tiếng quân ca vàng soi sáng sao vàng, cùng chung tay xây ngôi nhà mới trên đống đổ nát, phòng bình thường mới lòng không lung lay trước bao mệt gài, để cùng quán xá bọn mình thường tới hết sức vì mình, vì anh chiến sĩ chốt ngoài đầu gõ, vì người anh hùng siêu nhân không bay không áo chàng đỏ khoác áo xanh trắng trong ngày thanh trùng. Yeah, phải nắm trái tay trái nắm phải, yeah, đứt tay ngang tóc khi mày cút cấm cãi. Yeah, phải nắm trái tay trái nắm phải, đứt tay ngang tao khuyên mày cút cấm cãi. Let's go. Phải nắm trái nắm phải, đứt tay ngang tao khuyên mày cút cấm cãi. Phải nắm trái nắm phải, đứt tay ngang tao khuyên mày cút cấm cãi. À, lại thêm một bài bài ấy về dịch bệnh các kiểu á. Nói chung là cái verse đầu của DT khá là hay, mình thích cái verse đầu. Verse của anh Blackpink cũng hay, nhưng mà nó về cái chủ đề anh không biết tại mọi người sao, nhưng mà mình rất là dị hứng với cái kiểu chúng ta mình cứ thấy nó như nào ấy, nó không phải là cái thể loại mà mình thích hay nghe. Với tự hào dân tộc bla bla cái kiểu mình hiểu, nhưng mà nó có nhiều cách hơn. Cái này nó nghe nó hơi kêu gọi, nó hơi
nó hơi gọi là gì nhờ, cái từ đúng gọi là gì ấy, nó hơi tuyên truyền. Nhưng mà ấy thì đấy, mình thích verbal của DT nhất, với lại mình nghe nghe mấy cái bài về 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 dịch nhiều, mình cũng hơi ngán. Thôi cũng 11 giờ rồi, chúng ta livestream cũng được mấy tiếng hồ ta. Livestream cũng 2 tiếng rồi. Vậy là quá hợp lý rồi. Thôi, chào mọi người nhé. Chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ. Bye bye.